xỉu với cái món cá kho khô nha cả nhà ơi. Quá trời anh nát kho khô nha, còn nó kẹo nè. Trong cái nhà thì sáng nay thì này có mực nè, Hằng mua được con mực lá này. Đó, con này con mực lá nha, thì hôm nay sẽ xào mực lá với cái con mực tuột. Đó, mực lá con mực tuột nha, mình xào chung với đậu, cái này ớt, ớt chuông, cái này là củ hành tây. Bây giờ Hằng sẽ sắc cái mực này nha. Còn cái này là con cá ngát, thì chút xíu Hằng lấy con cá ngát này đem kho khô nha. Cá ngát này là kho khô là hết ý luôn á, nhà thích ăn cá ngát kho khô á. Này mực lá nè, lá luôn. Mình sẽ khớp cửa như vậy nè, mình xào nó mới nở ra, nó bung ra. Nang cũng vậy, cái nào mà sắc vậy nè thì nó sẽ mềm ngon, mình xào nó bung ra. Nên là mình quay cái khúc mà hồi sau nha, thì đủ dầu ăn vô thì mình cho hầm vô, thơm cái đầu Hằng để mực vô, mực bên Hằng nè, mực này mực lá bên Hằng nè, cả nhà xem nè, không teo luôn á, ngon lắm, tại mực mới, mực lá, mực mới, mực lá thì nó ngọt hơn mực nang. Này Hằng xào đậu trước rồi mới cho mực vô, tại vì mực cũng mau chín. Giờ mình cho cái phần còn lại nữa, củ hành với ớt thì mau chín, cho vô chút nữa là chín thì ngon. Mình xào mực với cá kho, bà nội thì mấy người lớn tuổi thì thích ăn, thường thích ăn cá kho hơn ăn cái này, chứ cũng cá kho mình kho miếng để bà nội ăn thêm chung vô với cái này. Trời ơi, nó màu hết sảy luôn. Cá kho khô nha, quẹt 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 nha. Cá này nè, để tủ đông không giờ, lâu rồi, mấy tháng rồi, quên. Giờ mới đem ra, soạn tủ mới thấy, mới lấy ra nè. Thì cá ngát á vậy chứ để tủ đông lâu nó cũng ngon à, bình thường à, không gì á, mình đem ra mình kho là cái thịt nó nở ra bình thường à. Cá ngát dễ lắm, có cá khoai đồ mình không để đông được thôi nha, cá ngát đồ bình thường. Trời ơi, cái chảo xịu xịu với cái chảo này ngon quá, nêm một lần một được luôn, quá ngon. Xịu với cái món cá kho khô nha cả nhà ơi, quá trời anh nát kho khô nha, còn nó kẹo nè. Thường cá ngát thì Hằng kho đi á thì Hằng sẽ kho còn nước nha, thì cả nhà về nhà thì cứ bỏ vô cái chảo nhỏ như vậy, mình chia ra rồi mình bỏ vô chảo nhỏ để xong xong cái chảo cá. Đó, cái này là dầu ăn, cho cái miếng dầu ăn vô kho nha. Kho này mới đúng là kho quẹt luôn, quẹt quẹt luôn.
miếng dầu ăn vô cái mình để lửa kêu kêu á cho nó gút vô con cá. Bình là thấy cá ngát mà nó chịu không nổi vậy nè. Bà cái nhà ăn cơm mực sao rau bà tuột sao cá kho, cái này là cá ngát kho nha. Mời cả nhà ăn cơm. Mút me lại về nữa. Mình cái nhà ăn cơm đi. Rồi cắt kho. Đó. Nhiều nhiều. Cứ này ngon rồi mẹ. Nè. Mình ăn cắt kho. Ừ. Cứ này ngon. Cái ngát này cả nhà có mua mà mang đi bển để cấp đông lâu ăn vẫn ngon nha. Nó vẫn ngon bình thường à. Tại cá ngát nó ngon rồi qua bệnh ăn ngon bình thường không gì á. Hôm ngày có mấy anh chị thấy thằng kho cá ngon á, cũng có đặt màu bên hàng rồi chuẩn bị gọi nóng. Cá ngát nào để tụ mấy tháng rồi nhưng mà ăn kiểu bình thường nó ngon bình thường lắm bạn không? Không gì kho nó bình thường. Giá mình phải làm nó bầu thôi. Còn đỉnh không? Thì chị hàng cá muốn cái này. Cá muốn của chọn. Tâm tròn. Ủa thì tròn rồi. Ừ. Mực lá này nè. Còn rau mực này nó dài. Mực lá này chiều nay có học. Dạ. Chiều không? Chiều học. Thank you.
cái này gửi lên Sài Gòn cho cái anh ở Sài Gòn á, để anh gửi đi nha. Thì cái này anh tự gửi đi cho nên thằng chuẩn bị khô cho anh á, nó rất là khô. Thằng phơi ra tới 8 con luôn rồi nè. Thường á là có 6-7 con, nhưng mà giờ anh tự gửi đi nên thằng không biết là anh đi lâu hay là đi mau hay là gửi làm sao. Thì thằng này chuẩn bị này cho đàng hoàng nha, rất là khô, rất là cứng luôn rồi đó. Thường hàng khô của hàng đi là không có cứng tan vậy đâu, nhưng mà khô á anh tự gửi á, cho nên thôi hàng kệ anh đi vậy cho anh nè. À, tính ra đi vậy là hàng lỗ á, tại vì trong khi á là đi hàng phơi tới khô như vậy á thì cái con khô á nó sẽ nhẹ bớt á. Nhưng mà thôi anh đi rồi mình chuẩn bị cho đàng hoàng đi, chứ đáng thôi lỡ có chuyện gì cái kỳ lắm. Này là khô cá dứa, anh lấy 2 ký khô cá dứa. À, thì một bịch vậy nè hơi 1 ký, còn bịch thì nó hơi hụt 1 ký. Thì tại vì vô hai con nhé, thằng cũng ép kỹ hết trơn cho anh này, phơi khô hết tất cả, khô này là phơi khô hết, đi tầm 10 ngày đổ lại là vô tư luôn á, tại vì cái này khô dữ lắm rồi. Tại vì chuẩn bị điện vậy đi để biết đi sao nữa. Con này là mắm này là mắm cá linh, cái này là mắm cá sặc. Thì hàng cho trong này một bịch, rồi kế tiếp là một cái bịch nữa, rồi kế tiếp một cái bịch nữa để trên 2 ký trong vuông. Thì một hộp giờ là 1 ký. Còn ít không. Còn cái này là mứt gừng nha, mứt gừng này là mỗi một hộp vậy là 1 ký nè. Còn chuối lộn xộn. Này là mứt dừa, này mứt dừa gãy nha, này là mứt dừa gãy 3 ký, mứt dừa nguyên 4 ký, ngày này có hạn sử dụng hết. Ai tự gửi thì hàng để cho tự gửi nha, còn ai nhờ hàng gửi thì hàng gửi, còn ai muốn như có người nhà mình tự gửi. Này mứt gãy nha, ngày 6 giờ sáng là giao tới nhà cho anh này. Cái này là mứt nguyên, này là mứt nguyên. Rồi mứt vừa đủ 4 ký, 3 nguyên, 3 gãy, 1 nguyên. Tiếp tục cái này là mứt măng cọc, này là mứt me, mình để mứt me dưới đây. Mứt me hộp vậy là 1 ký, 1 ký, 1 ký nha. Thì 6 hộp là đủ. Này là đủ nữa 6 hộp là đủ 3 ký. Này là mứt măng cầu thì hồi chắc nối thùng đại đi bằng măng cầu 2 ký rưỡi. Còn này là mắm linh với mắm linh với mắm mắm sắc. Cái này chị Duyên dặn 3 ký thì thằng làm này làm đặt làm sữa nhiều nè, ngon thơm ngon lắm luôn đó. Cái này là đặt làm nha, nếu mà cái đặc biệt đó mà đặt làm như vậy á
thì phải bán 280 một ký, tại vì mình đặt làm á, nó sưởi nhiều á, cho nên nó sẽ ngon hơn, nó sẽ là 280, còn cái bình thường là nó 250 nha. Còn mình đặt làm riêng cũng như là sữa nhiều á thì nó sẽ 280. Mềm mà thơm khó, sữa nhiều món không ngộ ta. Cái khô cá chạch đồng là của người chị gửi cho người nhà, cho nên Hằng lấy cái khô chạch đồng nè, thì phơi khô dữ lắm rồi thì Hằng gửi luôn cho chị á, cho nên mình đi nước ngoài mình phải cho khô thật khô nha, để gửi vào bển cho nó an toàn. Thì khô bên Hằng thì chuẩn bị đi thì Hằng phơi rất là khô, thì Hằng bảo đảm cái thùng đồ đó đi qua tới bển luôn, nếu mà có chuyện gì thì Hằng chịu trách nhiệm, cho nên cả nhà an tâm nha, nhà yên tâm cả nhà mua của Hằng đi đó, thì Hằng gửi thì Hằng chịu trách nhiệm cái thùng đồ của Hằng nha. Còn ai mà mua mà tự gửi thì Hằng cũng chuẩn bị đồ rất là khô hơn Hằng nữa, nhưng mà tự gửi thì Hằng không có chịu trách nhiệm á, tại vì đồ của Hằng đi lên là đi liền luôn, còn như đồ của cả nhà đi không biết có đi chưa nữa, rồi cứ để đó như vậy á, rồi không biết bên vận chuyển Tết đó, nó vận chuyển như thế nào, thì đi qua tới bển nhiều khi người nhà mình gửi cái cứ phí rẻ rồi cái đi lâu quá nó hư á, thì người nhà mình chịu giúp Hằng nha, tại vì lúc này bên vận chuyển mà nói là 12 ngày tới 7 tới 12 ngày chứ thật sự là ra 15 16 ngày không á, thì nó đi cái thời gian lâu quá nó để lại Việt Nam tới mấy ngày thì chết luôn, bởi thành ra Hằng không chịu trách nhiệm cho cái thùng đồ của ai mà tự mua nha. Thì nói chung thì Hằng cũng phơi khô đàng hoàng, thì có lúc nhận về thì cái người nhà của mình đã cũng biết là nó khô như thế nào nè. Tôm khô này Hằng gửi đi cho chị Nga, thì cái tôm này Hằng gửi cho chị Nga, thì gửi cho chị một ký nè, giờ Hằng chuẩn bị gửi cho chị nè. Tôm này ngọt nha, béo ngọt, còn đầu nè mềm ngon đó, thì tôm này thì 680 ký, cả nhà có ăn thì gọi cho Hằng gửi nha, ngon lắm, béo ngon lắm nha, ngon. Giờ Hằng gửi cái này cho chị, cái này mà để nấu canh làm gỏi hay làm ăn vậy cũng ngon hết trơn á. Giờ Hằng gửi cho chị một ký. Này là khô cá dứa nè, bên Hằng nè đó, thì giờ Hằng chuẩn bị đi 4 ký, cái này dứa lạc nha, dứa lạc nha, này đi 4 ký cho em mà Hằng hay gửi đồ quá, cái em giới thiệu cho bán được cho Hằng nè, thì Hằng bán cũng nhờ mấy anh em mấy đứa em nữa, cái nhiều khi giới thiệu cho Hằng bán, Hằng bán được 4 ký, 2 ký chứ với 1 ký khô cá đuối, cái này là khô cá đuối nè. Cái này là chì dao nha, chì dao, thì cái này là chì dao lấy 1 ký nữa nè, khô cá sặc nè, giờ Hằng chuẩn bị đi cho chị Nga 1 ký nè. Thì chị Nga ở Bình Dương á, thì chị hay mua đồ của Hằng lắm, thì hôm nay Hằng đi cho chị nè 7 con vô 1 ký, 2 4 6 7, 7 con vô 1 ký, nó lọt đâu gan con này, 7 con vô 1 ký nha. Thì cái khô này nè là Hằng phơi lại rồi nè đó, giờ chuẩn bị đi 2 ký thì đi nước ngoài, 1 ký thì đi Bình Dương cho chị Nga đó, cái này là hơn ký nè, đó, giờ Hằng đi cho chị nè. Giờ chị Bảy với chị Vinh nó có xem clip của Hằng á, để cái thấy Hằng bán khô nè, cái này là khô cá lóc nha, giờ cái này là khô cá lóc một ngày nắng, cái này là khô cá lóc khô luôn đó, với bằng ơi vô trong đó cho mày bịch khô cá đuối ơi. Khô cá đuối một nắng trong cái tủ đó, với khô lo chòi được ký, khô cá đuối, đuối một nắng, cái đuối này ngon lắm, chiên lên hay nướng lên nó mềm chứ nó không có cứng, với 1 ký tôm khô, 1 ký tôm khô với củ hủ dừa 250 gram nha. Hằng đóng cái thùng này cho chị, cái này là đi chị Vinh, rồi chị mua
một ký khô cá sặc nè. Khô cá sặc này cái này của chị Nga nha. Với khô cá dứa, cuốn sổ bự con. Không phải cuốn sổ đó. Với 2 ký cá dứa. Đó, 2 ký thì vô 3 bịch nhân vậy nè. Với một bịch một ký khô khô tám tầm. Khô gì? Khô mực. Một tám tầm. Thì giờ hẳn đi cái thùng này cho chị nè. Chị Nga. Cái này là một chai nước màu nè. Cái này thì một hũ bấm nè. Đó, chị Nga lấy nhiêu đây nè. Rồi, đóng thùng lại đi con. Này thì ép chân không cứng hết trơn nè. Cái này thì có mấy con dung ký nè. 2, 4, 6, 7, 7 con dung ký nha. Thì em lấy cái khô sặc thì 2 ký. Với khô cá dứa em lấy 2 ký. Đó, 2 ký. Rồi cái này là khô cá đuối. Cái này là khô cá chỉ vàng. Khô cá chỉ vàng á, bây giờ cá lớn á thì đa số là con cá ngân. Cho nên thằng không lấy cá đó, thằng lấy cá chỉ vàng, đúng cá chỉ vàng nó là nhỏ 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 vậy. Bây giờ cá lớn lớn giờ toàn là cá ngân cái gì đâu không à. Nên ra thằng không lấy. Thằng lấy cái này. Con này cá đuối, cá đuối nó lớn thế này. Sợ để bể bịch á. Bên ra cái gì. Này là em sang giới thiệu cho hàng á. Này chỗ mày vận chuyển á. Thấy hàng bán đồ ngon á. Thấy em giới thiệu cho khách á. Khách hỏi em giới thiệu cho khách. Vậy thì hả, đóng cái thùng này đi cho em. Bên em á là có vận chuyển cây cảnh luôn á cả nhà. Cả nhà có một cây cảnh, cây gì á là vận chuyển được luôn á. Có cái cũng rẻ. Đi mà giao phải đi tới từ 31 ký đô la nè. Cái cây cảnh thì hình như là có 3 tới 5 ngày là tới bển á. Nếu mà không nhận được là bồi thường 50% luôn á. Thì giao tới nhà luôn. Nghe em nói vậy á. Cả nhà có gửi cây cảnh gì thì gửi. Thằng thấy bên em là có đi được á.